em là Đặng Hoàng Phong. Em là Tạ Thị Bích Ngọc. Thực ra em cũng không hiểu tại sao em không có người yêu, có thể là do em banh quá chăng. Em có thích người đàn ông nói nhiều không? Không thích lắm. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cơ bản thì là không hút thuốc. Em thích con trai chững chạc với điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nuôi con vậy, ngoan. Chị cũng đã từng giống như em vậy, cho nên đến giờ chị vẫn ở một mình. Mình tự tin cho bản thân mình quá. Nhưng mà đàn ông là dù mình có cỡ nào cũng phải núp bóng dưới bóng đàn ông. Thì chị khuyên em vậy, chị cũng chưa chắc làm được. Vậy bởi vì em còn nhiều cái cơ hội, cái tương lai. Như chị thì là ế rồi. Họ chỉ thích thôi, tới họ quen chơi thôi, mà để lấy làm vợ họ lại không dám. Em thích cái vẻ đẹp mà nó truyền thống một tí. Tin quá, em không thích cái dạng đó lắm. Dạ em chào chị Quyền Linh, chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào chị. Em tên là Trần Đăng Tùng. Em tên là Trần Thị Minh Trương. Cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình? Không hút thuốc. Bên đây không có hút thuốc. Thứ hai nữa là phải gọn gàng. Bên đây rất gọn gàng, không bao giờ có rau. Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai mênh mông. Giọng họ dễ thương. Cái này mới quan trọng nè. Anh mua đất rồi. Có không? Có. Thiệt không? Ở Hà Tĩnh hả? Anh mua đất rồi, mua đây Sài Gòn nè. Tại chuẩn bị xây, thiếu tiền xây, hùng vô xây. Gì vậy trời? Anh nói em nghe, giờ chỉ cần hả, nếu mà có đất rồi á, có 100 triệu, 50 triệu cũng xây được cái chòi ở. Nhưng mà ý là có ý định gì mượn tiền bạn gái xây không? Dạ không. Đó, đừng có nghe lời Linh số 7 nha. Không, khi nào mà yêu nhau mà chuẩn bị đến kết hôn thì có thể hùng người góp gạo thổi chung cũng được. Dạ đủ anh. Đủ không? Dạ đủ. Trời ơi, cô ơi, từ từ, cô làm gì cô muốn chồng dữ vậy? Để tôi thương lượng.